Ok, thì bây giờ Phú Quang sẽ cân cái bộ Ride 3 Pro với con A74 2470 đời 2. Thêm con rít mà cân dọc nha. Coi nào đây. Mới đập hộp. Từ một anh rất là đẹp trai với một đất nhà rất bự nhất. Dạ cho mượn này để nó này. Ok. Bộ này thì dư sức rồi. Rồi, bắt cái khung nữa. Dạ, bỏ thêm một cái này. Không. Còn để không? Mình có cái thêm tay phụ nữa ha. Dạ, tay cầm phụ. Ra cái rít này thì anh thương bên nào cũng được, nhưng mà thường ví dụ anh đi mít á, anh đi mít thì chắc là phải quay cái phần mà cắm mít này lên trên này đó, cho nên giờ chắc em phải giao dặn ở dưới này. Ra nếu mà anh sợ nó lỏng lẻo thì mình có thể mình dùng hai con, mình dặn hai bên này phải cứ 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 rít qua này, anh nói mình không dặn con giữa, mình dặn hai con hai bên này. Ủa, nó có hai con đây hả? Dạ đúng rồi, nó cho anh thêm con này này. Còn thực ra máy móc này anh ra anh mua lẻ nó đều có hết. À đúng rồi, mình dùng mình bắt hai bên cho chắc hơn đúng không? Dạ đúng rồi, cho nó phải đối với những con len mà nặng á, mà mình không có thích xài giá đỡ len chẳng hạn, nó không có chỗ bắt giá đỡ len chẳng hạn. Rồi ok. Đặt này vô trước này. Cân dọc. Đó. Dạ, từ từ đó, rồi ba trở xuống là phải có mua thêm cái rít gắn lại, cái adapter gắn lại. Rồi nếu nếu mà dạ đúng rồi, mà đó thì giờ chưa có đâu. Còn không thì có ông rời hai mini đó là có thể anh chuyển lại cái gắn lên cái này được. Mà cái đấy thì nó sẽ hơi nhỏ so với máy anh. Không, cái nào mà tiện hơn thì mình dùng dạ, thôi. Dạ. Bây giờ bạn của nó cần mọi thể loại. Một xíu mà hướng dẫn cho mình cái cách để hướng dẫn. Dạ. Anh quay dọc là chủ yếu đúng không? Đúng rồi, quay dọc. Bây giờ đầu tiên nha, bây giờ sẵn tiền nói luôn, anh đặt vô như thế này nè, rồi anh sẽ cân làm sao cho khi anh thả tay ra thì có thể là nó sẽ giữ được cái tư thế như thế này luôn, nó không bị ra nặng cái đít hoặc là nặng cái đầu. Thì với cụ thể trường hợp này là đang bị nặng cái đít này, anh thấy không, anh mở lắp cái lóc này ra, anh trượt nó tới trước chút cho nó không bị nặng cái đít đó, thêm chút nữa. Ok, tới khi nào đứng yên là được đúng không? Đúng rồi, nó đứng yên hoặc là anh cảm giác nó đứng yên là được, tại vì khi anh cân dọc nó sẽ khó cân ngang. Cân dọc thì cái cảm giác anh nó phải cao hơn đó. Đó anh thấy không, nó sẽ hơi nghiêng ra sau chút này đó, mình sẽ nhích tới một chút xíu thôi, 1 mm thôi đó. Ok rồi, lóc lại. Ok rồi, sau đó bước thứ hai anh ngửa lên, anh cân làm sao cho khi mà anh thả lấy ra thì ống kính nó vẫn ngửa lên trời. Đúng rồi, thì nếu được thì anh sẽ gỡ hết mấy cái linh tinh này ra để anh cân cho nó đúng cái trọng lượng khi mà anh xài luôn. Tính bóng không đây. Với lại đó, cái con len của anh đó, cái con len của anh là anh dùng ví dụ như trường hợp của anh là 2070 đúng không, thì tốt nhất anh nên anh dặn lên con 50, anh để 50 này rồi anh cân. Thì khi ví dụ anh zoom lên này hay là anh xả về này thì nó là đạt cái độ cân bằng cao nhất. Thì bây giờ là em cân lại nha, giờ anh zoom lên 50 này. Ok, em để 50 rồi em chỉnh lại nha. Đó ok, đứng rồi này. Rồi ngửa lên lại một lần nữa, thả ra đó, anh thấy đó, nó bị nặng cái đít không, mình chỉnh ra cái này một chút để ra một chút. Thường anh cân ví dụ anh cân là nó anh trượt này là anh thấy nó nặng lắm, anh phải dùng cái đây đây còn lại này ở cái bộ này lên thì em trượt qua được lại nó mới nhẹ nhàng được đó. Ok, nó phải ngang như thế này là ok này. Rồi lắp lại, sau khi lắp xong cái này anh cứ anh cân lại trượt này, cái này anh phải cân hai lần, lần đầu tiên với lần thứ hai. Thì này do nãy em làm qua làm sao quay lại cho nó vừa nó thẳng rồi, còn nếu chưa thẳng anh cứ mở này là anh trượt qua được lại rồi.
Ok, rồi cái bước thứ ba là anh sẽ từng phần cái trong này anh xả lóc ra, anh gạt cái này xuống đó, rồi anh thường anh gạt anh sẽ đỡ cái tay nha, cái này nếu được thì lòng như thế này hoặc là anh lóc lại được cho nó khỏi bị lắc. Rồi còn thường anh gạt cái này là anh phải đỡ tay, anh biết sao, tại vì khi nó đang như thế này thì sao, nhưng mà anh gạt ra thì nó bị đập cái máy thuốc, cho nên là thường anh sẽ đỡ tay như thế này đó. Ok rồi, anh trượt làm sao cho khi anh thả ra nó vẫn đứng ngang đó, em trượt nhiều quá nó bị lật vào bên kia đó. Ok, như này là đúng rồi này, thì em sẽ lóc cái này lại. Ok, sau khi lóc xong cái này rồi thì em cũng gài cái này lại luôn để cho chính xác. Em thật ra thì em khá để cho mình cân được dưới cho nó tiện thôi, nó bị phải bị lúc lắc cái đằng đầu trên đó, chứ thật ra anh không khóa không được, không ảnh hưởng gì hết. Rồi cái này thì mình mở lóc ra rồi mình đặt ngang xuống, cái này thì bộ mình sẽ đặt ngang xuống nha, và mình sẽ cân làm sao cho cái trục này nó phải nằm ngang như thế này. Đúng rồi, khi em thả ra nó phải nằm ngang chứ không nó bị chúi cái đầu này nặng, đầu này là nhẹ rồi. Thì bây giờ em sẽ xả cái lóc này ra rồi em kéo nó lại, kéo nó lên một chút xíu. Ok rồi, em đặt ngang lại này, thả thử được chưa, vẫn còn hơi nặng một chút, em kéo nhẹ lên một chút xíu nữa ít thôi nha, nhiều quá thì nó lại bị lố. Này xuống đây đây nè anh trưởng, hãy thẳng gimbal xuống để dễ hơn đó. Ok đó, em thả ra đây, anh thấy nó băng như thế này này. Rồi anh lóc nó lại hoặc là nó lật một xíu cũng được, không sao, cái đó thì không quan trọng lắm đó. Anh thấy không, cái này thì có cảm giác bên này nó hơi nặng một chút này, nhưng mà không sao, chút này mình cứ chơi, tí là mình auto tuân lại thì nó sẽ hết. Rồi sau khi mà cân xong tất cả các trục rồi thì anh mở lóc ra, anh ghép lại một lần cuối cùng trước khi mà lên nguồn đó. Ví dụ như bây giờ anh ghép ra, anh ghép nó ra nha, 50 đúng 50 này, thì cái con đầu nó hơi nặng, ok chỉnh lại một chút xíu, thôi nha. Đó, ok, rồi lắp lại. Rồi, ngửa lên. Ok, đó. Sau khi ok hết rồi thì bây giờ mình bấm một lần. Kiểu đi đúng không? Kích pin chưa? À, kích pin lên cái nha, cho em mượn dây sạc. Cái dây sạc của em là nặng lắm chưa? Cái dây sạc của em là nặng lắm là kích luôn cho lẹ. Mình phải bài bản với ai rồi chứ, đúng không? Chính hãng rồi. Rồi, kích pin rồi. Đâu cái tai xì ở đâu? Để coi. Đây. Đó, đây đây. Tai xì đây. Mở ra. Để chúng nha, cắm vô cái rút ra đi. Sau khi kích pin xong rồi, mở một lần. Đây, giữ đây đây. Đó. Rồi cái này thì mình sẽ kết nối với app, anh tải app của nó gì chưa? Dạ, yeah, app lên. Ai làm mà? Cái xe Ronin, nó đúng rồi, cái đèn đèn á. Thì cái bộ này cân nó thì nó dư cũng khá là nhiều á này. Khi mình lật đứng cái này lên đúng không, lật đứng lên này đó, thấy không, nó dư tới ba gần hai lóng tay rưỡi, gần ba lóng tay đây, thấy không, dư nhiều giảm ăn, cho nên là do anh em nào mà còn lăn tăn nó đủ hay không thì cứ thoải mái nha. Cái này cái phần zoom mình cứ mình đụng vô tình đụng vô nó chạy ra vô cho nên là đấy là không sao, không sao, không sao, cái đó tí là lên được đó, chỉnh lại 50 đi, nãy mình cân theo 50 mà, cứ đó rồi cứ thả đúng 50 là được đó, 50 đúng rồi. Chuyên gia gimbal một thả đích nem một thả đúng là cân dọc có khó hơn, khó hơn có cân dọc có khó hơn ngang thiệt. Mà nhìn thấy cô bô này là thấy đẹp trai rồi đó. Cô bô mơ. Bây giờ mình phải khỏe sao ta? Dạ, sao anh? Anh tạo một cái tài khoản đi. Chưa, bấy con nét lấy bấy con rộn nè. Đây nè, bấm vào đây. Login. Con nét được nè. Đây anh tạo một tài khoản trước đi.
nếu anh có thì đăng nhập, còn chưa có thì anh đăng ký một cái nha. Rồi ok chưa anh? Ok rồi. Rồi ok, bây giờ nha, anh bấm sau khi xong anh bấm connect. Rồi bấm vô. Rồi anh đánh 118. Rồi nhập IP lên. Anh dùng cái account của anh, nên đặt cái IP lên luôn nha. Ok. Rồi bỏ qua cái này đi, skip đi. Cái này skip luôn được, không quan trọng. Rồi ok. Sau khi mà cân xong á thì trên này nó sẽ gồng lên rồi. Đấy. Đó, thì cái bước tiếp theo của anh đó là anh sẽ auto kali. Ra cái này mình cân cùng trùng lắm rồi nè. Nó không có bị đỏ, ví dụ như em đè cái gì anh thấy không? Nó bị nặng đó, nó sẽ nhảy dứt lên. Cái này mình cân rất có trùng rồi nè. Nó cái trùng này nó hơi dai chút. Trục nào mất tè là trục nào ta? Trục ron á, trục ron là trục niên cái này. À trục niên đây đúng không? Đúng rồi. Hơi một chút không sao, thật ra cái màu xanh là vẫn ok, nó lên màu đỏ mới sợ. Rồi, mình bấm vô cái auto kali này. Rồi mình bấm vô start kali. Đó, mình cho nó lắc. Nó lắc để nó cân điện tử lại. Nó cân xong cái trọng lượng là nó sẽ trùng tuyệt đối luôn. Nói chung là mỗi lần cân xong anh đều phải làm thao tác này hết. Lỡ mình có cân sai hay gì đó thì cho motor nó bù lại, cho nó đỡ hại motor. Ok, sau khi cân xong nó sẽ báo như thế này. Rồi. Chơi thôi. Và nó có một cái kết nối của Bluetooth nữa đúng không? Rồi còn kết nối Bluetooth. Bây giờ anh vô một rồi anh đưa con anh vô menu rồi tìm ta qua một Bluetooth. Rồi anh bearing. Ok, đang bear rồi, ở dưới này anh rút xuống đó, một Bluetooth bấm vô confirm cái và bấm connect đó. Sau khi connect thì trên này nó sẽ báo là cái này anh bấm ok. Bấm ok lên này. Rồi ok. Đó, thì ở trên nó báo là đã bell nè, ok. Đó, thì bây giờ rồi quay cái thử được chưa? Rồi, bấm record nó nha. Ok, chưa được. Bây giờ chưa được thì mình vô tiếp menu. Rồi mình qua tìm một Bluetooth remote ấy, mình bật lên. Anh thử tìm nữa ấy. Nó là Bluetooth remote. Đây này. Đây mới qua đó, đúng không? Đúng rồi, chính xác. Còn lên. Rồi use the battery device, ok. Ok rồi, bây giờ trở lại. Bấm record cái nữa thử. Bấm mạnh vô anh. Đó, record này đang quay. Còn lên. Quay này chắc quay TikTok rồi. Quay học là chắc quay TikTok rồi, không sai là được đúng vậy. Ăn gì mập. Đúng em vậy. Khó. Lên clip luôn. Dạ 19 triệu mấy á. Cái này quay TikTok là hơi bị vượt luôn á. Mini hả? Dạ, tùy bộ máy á, mình chọn bộ máy nó phù hợp với lại gimbal. Ok. Rồi ok, thì con RS3 Pro này thì hàng sẽ luôn có sẵn tại Phú Quang và có giá tốt nhất cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.